Xin chào tất cả các bé. Hôm nay chúng mình sẽ khám phá khu vườn để tìm hiểu về các con vật nhé. Đây là khu vườn của chúng ta, có rất nhiều con vật phải không các bé? Nào, chúng ta bắt đầu vào khám phá thôi. Các em thử tìm xem cho chị con lợn nào. À, đây rồi. Con lợn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với con chó nào. Đây là con chó này. Con chó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với con bò nha. Tìm cho chị xem con trâu nào. À, đây rồi, chị đã nhìn thấy rồi nha. Đây là con trâu nè. Con trâu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với con gì mà hay ăn cà rốt này, mà nó cứ nhảy khắp khu vườn của chúng ta nhỉ? À, chị biết rồi, đây là con thỏ đó. Rồi, con thỏ. Tiếp theo sẽ đến với con chuột nè. Ơ, con chuột nó đang nấp sau cái tảng đá này các em. Đây. Con chuột. Đây, con chuột đây nè. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với con bướm. Đây, con bướm nó bay đẹp chưa kìa các bé. Con bướm. Tiếp theo là con mèo. Các em thấy con mèo trong này có chưa không nè? Đây. Con mèo. Con gì mà đang đọc sách dạy các con? Đây này là cái bé. À, đây là con gà. Tiếp theo sẽ đến với các loài chim nè. Đây là hai con vẹt đang trò chuyện với nhau. Còn tất cả những loài đang bay này là con chim. Con chim. Còn đây là hai con ốc này các bé. Một con ốc thì đang ở sườn bên bờ sông, và con ốc thì đang ở trên bờ, bên cạnh cái chỗ hai con vẹt đang đứng này. Con ốc. Con ốc. Đây là các hình ảnh với con ốc đấy các bé. Đây, chúng ta sẽ đến với con ếch. Đây là ba con ếch này, một con ếch đang trên tảng đá và đang ngủ. Một con ếch thì đang ở dưới lá sen. Còn một con ếch thì đang há mồm kêu. Đây, chúng ta sẽ đến với con ếch nhé. Con ếch. Con ếch. Tiếp theo là con rắn. Đây em thấy con rắn trong kênh chưa nè? Chị thấy kênh em ạ. Con rắn. Con rắn. Tiếp theo là những con vịt nè. Đây, vịt mẹ và bầy con. Còn một con vịt đang đứng ở trên bò nữa nè. Con vịt. Con vịt. Còn đây là những con cá. Ồ, cá to chưa nè? Con cá. Con cá. Và tiếp theo đây là con cua. Nhìn con cua của cái càng thật bự nè. Đó, nó cắp cho chết đó. Các em nhớ không được đến gần con cua to to nhá. Con cua. Con cua. Và tiếp theo đây là con tôm. Con tôm nó thật dài nè. Đây, con tôm. Con tôm. Con tôm. Con tôm. Và tiếp theo đây là con gì hả các bé? À, đây là con ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng. Khám phá khu vườn của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong chương trình lần sau nha. Các bé nhớ là nhấn phím đăng ký cho chị nha. Phải nhấn like và chia sẻ ủng hộ chị nha. Xin chào các bé.